Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Đang Trần Trang Trí Nội Thất. Chúc các bạn ngày mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong công việc. Và ngay sau đây sẽ là một cái series về sân nước gồm 3 tập mà tôi đã nói với mọi người vào ở cái tab cộng đồng trong khoảng 2 tuần trước. Thì có rất là nhiều bạn muốn tôi làm cái chia sẻ về cái sân nước, nên bây giờ tôi đã quyết định tôi sẽ làm 3 tập cho các bạn cùng tham khảo, các bạn cùng trau dồi kiến thức. Ok. Và việc đầu tiên chúng ta sẽ đánh bột ha. Chúng ta sẽ cho nước vào trước. Đó. Và bắt đầu chúng ta sẽ đưa bột vào. Và chúng ta sẽ đánh. Chúng ta sẽ đưa bột từ từ nha mọi người. Khi nào cảm thấy nó lỏng quá thì chúng ta sẽ thêm bột từ từ vào. Và chúng ta sẽ đánh. Đánh tới khi nào mà nó nhuyễn ra, nó đều, nó không còn những cái cục bột ở phía trong nữa, nó phải mịn hết toàn bộ, nó phải mịn, thiệt mịn. Chúng ta đánh bột khoảng tầm 5 đến 10 phút cho bột nó nở ra. Ok. Và chúng ta cũng đã có một cái hỗn hợp bột nó như thế này. Nó rất là dẻo, rất là mịn. Đó. Đối với những bạn mà mới làm lần đầu á, thì các bạn nên đánh bột cho nó đặc một chút để cho nó khỏi có bị rớt cái bột xuống dưới đất. Đây là bộ dụng cụ, thì một con dao thép trích 30.000 và một cái miếng nhựa 5.000, nó có bán ở tiệm vật liệu xây dựng, các bạn tìm mua rất là dễ. Ok. Và cái cách mà để giữ bột thì các bạn cũng phải tập. Đây là cũng bước cũng quan trọng để quyết định các bạn có lành nghề hay không này. Đó, các bạn phải biết cách giữ bột làm sao cho nó khỏi rớt khi các bạn nhào bột nó trên con dao nó như thế này. Đó, các bạn trải bột. Các bạn phải tập. Tập để làm sao mình giữ cái phần bột ở trên dao nó không bị rớt xuống. Đó. Đây cũng là một kỹ năng quan trọng cho một người thợ. Đó. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trích. Đây là một cái tầng thạch cao mà tôi đóng lần trước. Tôi sẽ để cái link video này ở cái phần mô tả. Các bạn hãy nhấp vào đó và xem cái video này. Và bây giờ chúng ta bắt đầu trích cái tầng này. Trước khi trích chúng ta phải làm vệ sinh cho những cái bay dớ cho nó sạch sẽ, lúc đó chúng ta mới bắt đầu làm nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đắp bột, đắp hết toàn bộ những cái phần phào này, đắp hết, đắp cho nó kín bột luôn. Đó, để cho nó dư bột thoải mái, các bạn đừng có sợ gì cái gì hết. Cứ để cho nó dư bột thoải mái. Đó, các bạn đắp kín hết cho tôi. Đắp kín hết. Ok. Các bạn làm sao thì làm, trái kiểu gì cũng được. Đó. Miễn sao nó kín hết. Rồi. Đầu nó sẽ ra như thế này. Đó. Rồi chúng ta sẽ làm đẹp nó. Chúng ta sẽ rút lại. Vì khoảng thời gian mà chúng ta đắp bột đó, nó sẽ rút vô. Nó sẽ dày bột lên. Đó. Khi đó chúng ta sẽ dễ thi công hơn. Còn chúng ta làm người ta, chúng ta rút nó nhanh quá thì cái lượng bột nó bám lại, nó không có được nhiều. Đó, bây giờ chúng ta sẽ rút từng nách chỉ một. Chúng ta sẽ rút hết bột, để lại những phần bột nó rút lại ở trong thì chúng ta để lại thôi. Còn những phần bột mà nó còn ướt phía ngoài thì chúng ta vớt bỏ đi. Nó rất là đơn giản. À.
Đối với nghề sân nước này chỉ làm vài ba ngày thôi, nếu mà người giỏi thì có thể rất là nhanh. À, và cái video hôm nay nó khác với những cái video khác là tôi không có nói chuyện trực tiếp, tại vì cái không gian làm việc của tôi ở đây nó rất là ồn, tiếng đủ thứ tiếng, nên tôi đã quay video không có tiếng và tôi đang ngồi lồng tiếng ở đây, nên các bạn có thông cảm cái âm thanh nó không có được hay. Và các bạn đừng quên nhấn like và subscribe, đăng ký kênh để có thể xem những video mới nhất từ kênh khi tôi đăng tải video lên. Cảm ơn các bạn. Ok. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái nước mộc cho cái chỉ phào này. Ok. Đây là nước mộc thôi, nước lót thôi. Nước lót này không cần phải đẹp lắm đâu. Nó chỉ cần đủ bột và đắp những cái phần thiếu. Đối với hình cung này cũng vậy, hình tròn này, cái góc tròn này cũng vậy. Cũng làm y chang như vậy, nhưng có lẽ là nó sẽ khó hơn. Nó sẽ khó hơn cái đường thẳng. Vì nó là một góc tròn nên cần phải làm kỹ càng hơn. Nó phải chỉnh sửa để cho nó tròn, nhìn cho nó đẹp mắt. Làm cái nghề này thì đa số là những cái độ tuổi là thanh niên, đó là chủ yếu. Còn những anh lớn rồi người ta cũng ít theo cái nghề này lắm. Và hiện tại nghề này không có chỉ riêng là con trai mới làm được nha, riêng đàn ông mới làm được nha, cả phụ nữ vẫn có thể làm cái nghề này được. Tôi đã chứng kiến rất là nhiều. Ở Sài Gòn rất là nhiều phụ nữ làm cái nghề sân nước này và người ta làm rất là giỏi. Người ta đu dây tới ba mươi mấy tầng, 40 50 tầng, người ta đu dây kinh khủng. Đó là phụ nữ á, anh các bạn đừng có khinh thường cái nghề này. Nghề này tuy dơ vậy thôi nhưng mà thu nhập cũng khá là cao, khoảng tầm, nếu mà làm ở Sài Gòn á, nó khoảng tầm là 12 triệu một tháng. Còn làm ở đây thì một ngày, làm ở tỉnh thì một ngày khoảng 300, 350 hoặc 400 ngàn tùy chỗ, 450, 500 đó. Còn ở thành phố thì 5, 500 ngàn, khoảng 500 ngàn tới 600 ngàn đó. Nhưng mà mùa này dịch chắc cũng khó mà đi làm việc. Bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để xem những video mới nhất nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Video lần này tôi chỉ mọi người cách trích bột cho trần thạch cao. Đó, thì cái khâu này nó cũng khá là đơn giản. Khâu này cũng khá là đơn giản, cho nên học cũng rất là dễ, cũng khá là nhanh. Nó chỉ có là nó hơi dơ chút thôi. Đó, nó không sao ba. Cứ cố gắng này, cứ tập dần à, mỗi ngày cứ làm một ít thì chúng ta cũng có thể là từ từ chúng ta cũng sẽ tự sửa chữa cái gì đó trong nhà cũng được. Như vậy chúng ta đã hoàn thành cái phần trích nước mộc chỉ phào, và bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần trích cái mặt đáy của cái trần. Thì chúng ta sẽ trải bột lên dao và chúng ta sẽ kéo. Đó, chúng ta sẽ kéo hai chiều
kéo tới và kéo lui. Đó. Nó phải là hai chiều nha, kéo tới rồi kéo lui. Đó. Và cái độ dày của bột á, nó mỏng thôi. Nó chừng tầm trần thịt cao, đối với trần thịt cao thì chúng ta trích vừa phải thôi. Cỡ tầm 0,5 ly thôi. Không có được dày quá. Đó, đây là nước lót mà. Nước lót chúng ta chỉ cần trích cho nó có bột, nó hơi 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 có thôi, đừng có trích dày quá, để tại vì dày quá thì nó sẽ lâu khô. Đó, nó sẽ bị chai bột, nó sẽ bị cứng cái bề mặt đi. Thì lúc đó khi mà mình thi công nước hai á, nó khá là khó, nó không có được tốt. Đó. Khi mà nó chai cái bề mặt rồi á, thì khi mà trích bột nước hai á, nó sẽ cái độ bám dính nó sẽ thấp hơn. Đó. Cái trích nước bột này này, các bạn cứ trích thoải mái, trích miễn sao nó đầy bột là được, và đừng có dư bột là được. Đó, cái bề mặt của nó bị xước hay là xấu gì đó không quan trọng, nó chỉ cần đầy bột, đều bột, đó, không bị dư bột. Đó. Nó bắt buộc là nó phải đều hết, tại vì cái trần của mình nó đã phẳng rồi, đây là cái lớp bột lót lên thôi, mình cho nên mình không có cần phải chỉnh sửa cái gì hết. Đó, khi mà cái trần đã phẳng thì chúng ta không cần phải chỉnh sửa cái gì hết, chúng ta sẽ trích bột cho nó đều. Còn cái phần chỉ này chúng ta cũng sẽ trải bột ra như vậy, là chúng ta sẽ đắp vào cái cạnh đó, cũng làm tương tự như cái chỉ phào lúc đầu thôi, nó cũng rất là đơn giản. Cái này không phải là hướng dẫn mà là cái chia sẻ và cái một chút kỹ thuật nhỏ tôi gửi đến các bạn, tại vì tôi nghĩ sẽ có một ngày các bạn sẽ cần đến cái kỹ năng này để các bạn có thể tự sửa chữa trong nhà chẳng hạn. Còn nói mà đi kiếm tiền thì tôi không dám. Đây là một cái kỹ năng nhỏ thôi. Tôi cũng đã hành nghề này cũng khá là lâu rồi, cũng tầm mười mấy, gần 20 năm. Nhưng mà tôi ít chia sẻ cái này, tại vì cái này nó tôi nghĩ nó quá đơn giản, nó rất là dễ làm, nó có thể học trong vòng vài ngày là có thể biết được. Cho nên tôi ít khi chia sẻ cái này. À, bây giờ thời gian đi rồi, đây nhiều bạn, khá là nhiều bạn nói tôi chia sẻ luôn cái phần xương nước để cho anh em tham khảo này nọ, thì tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều đó, cho nên tôi đi đến kết luận là tôi sẽ làm 3 tập đó. Tập thứ nhất là trích bột đó, tập thứ hai á, là xả nhám, và tập thứ ba á, là lên màu đó, chúng ta phối màu. Và trong cái video này á, tôi biết chắc chắn sẽ có rất là nhiều cái sai sót, và có những cái công đoạn cũng khá là chưa chưa có chuyên nghiệp cho lắm. Tại vì khi tôi quay video á, tôi kiếm cái góc quay nó rất là khó. Đó. Với lại vừa làm mà vừa quay nữa. Cho nên cũng mong các bạn hãy thông cảm cho mình. Mình sẽ chia sẻ hết cái kinh nghiệm mà mình có được đến các bạn. Và theo mình biết á, thì cái bột này mình tính cái số lượng trên một bao bột á, thì nó khoảng là 10 mét trên 10 kg, thì nó tầm 1 kg 1 mét á, thì bao bột của nó là 40 kg, thì nó sẽ làm được khoảng tầm 40 mét vuông là trích hai nước đó đối với tường. Còn cái trần thạch cao thì nó có thể là nó nằm tầm 50 mét đó, một bao trích hai nước. Và cũng tùy cái độ dày, độ mỏng của các bạn làm, thì
nhiều cái trần á, thì nó bị sai kỹ thuật vài chỗ thì các bạn cũng phải đắp bột, cho nên nó sẽ nói chung cái bột của nó chỉ tính là khoảng tầm 40 tới 50 mét vuông thôi. Đó. Trên một bao bột. Và cái video hôm nay chỉ tới đây thôi, là cái trích nước 1 này. Và cái trích nước 2 á cũng tương tự như vậy luôn. Cho nên tôi sẽ không có làm video trích nước 2. Đó. Thì nước 2 thì nó rất là đơn giản. Các bạn cứ làm y chang như vậy, cũng giống như nước 1 thôi. Đó, nhưng mà kỹ hơn. Không có được để xước. Và cái video hôm nay cũng đã kết thúc. Hẹn các bạn ở video sau là video xả nhám. Các bạn đừng quên like và nhấn subscribe, đăng ký kênh, nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và xin chào tạm biệt.